Sydney Đồng mến chào anh chị và các bạn. Bây giờ thì khoảng 10 giờ rưỡi ngày 31 tháng 10 2023. Và anh chị cũng biết bữa nay là lễ hội hóa trang Halloween. Và Sydney đang đứng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trước mặt anh chị đó là con đường Bến Bạch Đằng và Bến Bạch Đằng. Và với cái không khí rất là náo nhiệt rần rần ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, và Sydney cũng muốn chia sẻ với anh chị, chúng ta xuất phát từ đây và ghi nhận những hình ảnh này để cùng với anh chị chúng ta coi lễ hội hóa trang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nó như thế nào. Sydney trước khi quay cái này đó, Sydney đi từ tàu Đâu Chánh đi lên đây thì trời quá trời đông luôn anh chị. Rồi Sydney cùng chia sẻ với anh chị và các bạn nhé, để anh chị thấy cái lễ hội này ở Việt Nam như thế nào. Đây là một cái lễ hội du nhập của phương Tây và Việt Nam, nhưng mà các bạn trẻ rất là yêu thích và cùng đi với anh chị. Trước mặt anh chị đó là một cái biển người quá trời đông luôn, đông như kiến. Giờ 10 giờ rưỡi là 11 giờ kém rồi anh chị, mà anh chị thấy đông không? Đây là những cái vòng tròn các bạn trẻ xem coi ca nhạc, ảo thuật vân vân. Rồi mình sẽ đi ha, và bắt gặp sẽ tình cờ sẽ bắt gặp một con ma nào đó trên con đường chúng ta đi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới phía trước anh chị, và đa số là các bạn trẻ thôi. Các bạn trẻ rất là thích những cái lễ hội như thế này, và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với anh chị. Phía trước có con ma nào không? Đó, đông không? Đó, đông. Sydney đang quan sát tìm kiếm một con ma nào để chia sẻ với anh chị. Đây là một cái lễ hội cô hồn. Người luôn. Cái đoạn video clip Sydney sẽ đi về tàu Đâu Chánh luôn nha anh chị ha. Đối với hôm nay là thứ ba thôi, nhưng mà nếu mà về thứ bảy chủ nhật thì ở đây chở thành phố đi bộ, và tất cả dòng xe hai bên thì người ta không có cho chạy vô anh chị. Dòng người nơm nớp. Đây là một cái video clip, mình không có đặt tả vào một cái nhân vật nào anh chị ha. Mình đi mình thấy cái không khí thôi anh chị. Quá đông luôn. Sydney đang cầm một cái xào tre để anh chị thấy rõ ràng hơn. Đây là nguyên một cái đám đông nè, để coi họ đang trình diễn gì anh chị. Đang dạng như nhảy hip hop hay cái gì đó anh chị. Thank you.
Chúng ta đi tiếp nha anh chị. Dẻo quá luôn rồi. Rồi, và đi tiếp nha anh chị ha. Mua rồi. Ủa cây này bao nhiêu tiền chú? À cây nào? Cây này nó tự chế thôi hả? Gắn cái kia vô. Cái đó là cái gì chú? Camera. Anh chị thấy đông không? Thank you.
cái dân vật gì nữa đây. Đấy, cùng chia sẻ với anh chị.
đây là những cái dòng tròn các bạn trẻ hát rồi dụ vậy đây mang khổng long nghề hoàng quại khổng long hoàng quại cũng ngay anh chị vui ha. Rồi chúng ta đi tiếp nha, để chia sẻ với anh chị thêm. Rồi bây giờ mình sẽ đi về tòa đô chánh nha. Con đường còn rất là đông. Đây cái vòng tròn thì các bạn làm gì đây? Ca nhạc gì đó. Cái này đẹp nè. Con. Xin lỗi em. Hôm nay anh chị thấy đông hơn những cái dịp mấy bữa Sunny chia sẻ với anh chị ha. Rần rần luôn. Đây, cái này cho gì đây? Cục ca nhạc. Hát thôi. Rồi, bây giờ mình
đi tiếp nha. Rồi mình đi sẽ đi dài dài với kia anh chị, tại vì ở đây có nhạc bản quyền đó nên City phải nói liên tục để nó hát cái nhạc bản quyền. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp. Trước mặt anh chị đó là chuẩn bị chúng ta tới bồn cây liễu các anh chị ha, giao cắt giữa đại lộ Nguyễn Huệ và Nguyễn Huệ và đại lộ Lê Lợi. Dòng xe ngoài đường quá trời đông rồi đó, rần rần luôn á, trời ơi. Nhạc bản quyền nữa, ô la ô la ô la ô la trời. Rồi chúng ta đã tới giao lộ rồi anh chị, giao lộ Lê Lợi và Nguyễn Huệ rồi. Trước mặt anh chị đó là tòa Đô Chánh ha, bên trái là khách sạn Fresh và bên phải là Eden. Dòng xe nơm nơm. À, trời ơi, kẹt cứng à. Anh chị thấy đại lộ Lê Lợi kẹt cứng luôn kìa. Và với video clip này, Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip để chia sẻ với anh chị cái không khí lễ hội hóa trang Halloween. Bây giờ chắc khoảng 11 giờ rồi mà phố Nguyễn Huệ vẫn rần rần, rất là đông, đông như kiến, anh chị thấy không? Và Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip lang thang tiếp theo của Sunny đó. Bye bye.